Lật tẩy âm mưu trong 15 văn kiện bí mật. Bài viết của tác giả Đỗ Ngà. Cái nguy hiểm trong mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là họ không quan hệ với nhau cấp nhà nước mà họ quan hệ với nhau giữa hai đảng. Trên thế giới không có mối quan hệ giữa các quốc gia nào quái đản như mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Để cho dễ hiểu thì chúng ta xem đảng là con buôn, còn đất nước và nhân dân là hàng hóa. Thì mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối quan hệ giữa các con buôn với nhau về số phận món hàng trao đổi. Từ cổ chí kim, khi các chủ buôn nô lệ trao đổi với nhau thì món hàng nô lệ đó không được phép biết nội dung trao đổi giữa bọn con buôn với nhau. Chỉ khi nào nô lệ được trao tay và bị đẩy vào các nơi mà họ bị khai thác như súc vật thì nô lệ mới hiểu ra. Còn nhớ ngày 12 tháng 1 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Tổng Bí thư sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình, ký 15 văn kiện. 15 văn kiện này chỉ được báo chí liệt kê tiêu đề, chứ nhân dân không hề biết được nội dung của nó là gì. 15 tiêu đề văn kiện đó, mọi người có thể xem bài Việt Nam-Trung Quốc ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng được đăng trên báo Dân Trí ngày 13 tháng 1 năm 2017. Vì nội dung bí mật, nên chúng ta cần phải theo dõi xem giữa hai đảng họ làm gì sau khi ký. Và đến nay, sau 2 năm nhìn lại, chúng ta đã thấy gì? Chúng ta đã thấy số phận đất nước đang bị chuyển giao rõ ràng. Sau đây tôi xin trích một số văn kiện điển hình trong 15 văn kiện bí mật đó để chứng minh rằng lộ trình bán nước là rất rõ ràng. Đầu tiên là cái thỏa thuận thứ nhất trong 15 văn kiện là hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói về vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam cử cán bộ sang Trung Quốc học tập thì chúng ta không cần phải liệt kê. Ta chỉ cần đánh từ khóa cử cán bộ sang Trung Quốc học tập, sẽ có ngay 15 triệu kết quả. Tha hồ mà xem. Vậy câu hỏi đặt ra là những cán bộ sang Trung Quốc học tập rất nhiều như thế, trong khi quan chức nào cũng tham quyền cố vị, thì làm sao đủ chỗ trống mà bố trí cho những đứa con cưng được cho đi học từ Trung Quốc trở về? Câu trả lời là chính chiến dịch đốt lò của ông Tổng Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra chỗ trống. Về mặt mị dân thì đốt lò là chống tiêu cực, nhưng về âm mưu sâu xa thì đó chính là diệt phe cánh đối địch để tạo chỗ trống cho những người tập huấn từ Trung Quốc chám vào, nhằm tạo một bộ máy theo tàu thuần nhất. Thỏa thuận thứ 3 trong 15 văn kiện mật chính là công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật, lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Như ta đã biết, hiện nay Việt Nam đang xúc tiến xây dựng tuyến đường này. Điều đáng nói là tuyến đường sắt này nằm trong dự án một vành đai một con đường. Mà chúng ta đã biết dự án một vành đai một con đường và ba dự án đặc khu chính là một dự án trong đại dự án một vành đai một con đường do Tập Cận Bình đưa ra. Theo báo chí Cộng sản cho biết, để xây tuyến đường sắt này, Cộng sản Việt Nam sẽ phải vay Trung Quốc 100.000 tỷ đồng, tương đương với 4,34 tỷ đô la. Nói toạc bóng heo ra là Đảng Cộng sản Việt Nam vay Trung Quốc 4,34 tỷ đô la để làm đường sắt cho Trung Quốc dùng. Nếu đây không phải là hành động bán rẻ đất nước này, thì là hành động gì? Rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đem đất nước này phục vụ cho Trung Quốc. Thỏa thuận thứ tư trong 15 văn kiện bí mật này là một thỏa thuận về quân sự. Đó là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025. Điều mà chúng ta thấy là lực lượng vũ trang của Trung Quốc luôn lấn tới, nhưng quân đội của Cộng sản Việt Nam chỉ có im lặng nhường. Chính sách 3-0 mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã theo đuổi trước đây nhìn có vẻ như là chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng nếu phân tích kỹ thì không phải như vậy. Vì sao? Vì không ai ngu xuẩn đến mức ra chính sách tự trói chân mình cả. Chính sách 3-0 chính là ba sợi dây đã trói Đảng Cộng sản Việt Nam trở nên bất động trước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên từ đó ta có thể khẳng định chính sách 3-0 là chính sách do Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra và buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải thi hành mà thôi. Nói đúng hơn là Đảng Cộng sản Trung Quốc quẳng ba sợi dây thừng bảo Đảng Cộng sản Việt Nam rằng đây, mì hãy tự trói cho ta xem. Và vì hèn nhát, Đảng Cộng sản Việt Nam đã răm rắp nghe theo. Khi đã trói Đảng Cộng sản Việt Nam thật chặt bằng ba sợi dây, thì hôm nay Đảng Cộng sản Trung Quốc lại quẳng thêm sợi dây thừng nữa và bảo ba sợi còn lỏng lẻo lắm. Đây ta đưa thêm một sợi nữa, mi tự trói thêm vào cho ta xem. Và thế là chính sách 3-0 trước đây giờ trở thành chính sách 4-0. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Thỏa thuận thứ 9 trong 15 văn kiện bí mật kia chính là kế hoạch hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn 2017-2019. Nói là hợp tác du lịch, nhưng qua quan sát, ta thấy ẩn đằng sau đó một âm mưu dọn đường cho người Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Cụ thể là chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua luật cho phép người nước ngoài được miễn visa ở các khu kinh tế ven biển có sân bay quốc tế. Rõ ràng đây là cách nói tránh, thực chất là chấp nhận cho người Trung Quốc tự do đến các đặc khu kinh tế mà thôi. Ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc có là ba vị trí trọng yếu có ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự. Điều đáng nói là Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn đúng ba vị trí nằm ngay huyệt đạo hiểm trên cơ thể giải đất hình chữ S để giao cho tàu. Nếu bạn có tử huyệt, bạn có giao nó cho kẻ thù nắm hay không? Chắc chắn là không. Để chọn được đúng ba huyệt đạo này thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải cử người sang Trung Quốc học hỏi. Từ học hỏi trong trường hợp này mang ý nghĩa là một hình thức nhận chỉ thị trá hình để về Việt Nam áp dụng. Không có một nhà nước của dân nào mà tự dâng tử huyệt của đất nước mình cho kẻ thù ngàn năm nắm giữ. Ngoại trừ chính quyền đó đã âm thầm bán đứng giang sơn cho ngoại bang. Thỏa thuận cuối cùng mà tôi muốn nói đó là thỏa thuận thứ 13. Đó chính là bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề Sức lôi cuốn của Việt Nam, Sức lôi cuốn của Trung Quốc giữa Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Trung Quốc. Phim Điệp vụ Biển Đỏ có cảnh tàu tuần tra hải quân Trung Quốc ở biển Nam Hải, cách Bắc Kinh gọi biển Đông, trục xuất tàu lạ nước ngoài khỏi vùng biển xung quanh là quần đảo Nam Sa mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Chưa hết, năm 2019 thì cơ quan kiểm duyệt cho phim hoạt hình Everest, Người tuyết bé nhỏ, trong đó có hình ảnh của đường lưỡi bò đã được ra rạp. Khi chúng ta xem lại tiêu đề văn kiện thứ 13 trong 15 văn kiện bí mật kia, chúng ta mới giật mình. Thì ra những bộ phim lọt qua kiểm duyệt không phải là sai lầm, mà là sự thỏa thuận giữa hai đảng đã được hai người đứng đầu của hai đảng Cộng sản ký với nhau rồi. Đó hoàn toàn không phải là sự nhầm lẫn. Đó chỉ mới 5 văn kiện trong 15 văn kiện bí mật mà Nguyễn Phú Trọng đã ký với Tập Cận Bình cách đây hơn 2 năm. Còn 10 văn kiện bí mật còn lại, chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy nó được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện ráo riết. Với Đảng Cộng sản, để đánh giá âm mưu của họ, chúng ta không thể tách một sự kiện đơn lẻ mà phải sâu chuỗi lại. Khi ta sâu chuỗi lại để theo dõi lộ trình Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện, thì dù cho nội dung có bí mật cỡ nào, không có sự nhầm lẫn hay sai lầm nào cả, mà tất cả là những lộ trình bán nước được che đậy khéo léo bằng đủ thứ hỏa mù mà thôi. Chỉ có thức tỉnh mới giải quyết, còn nếu vô cảm thì hết cách. Trong một chế độ cộng sản như ở Việt Nam, thì có những điều vô cùng trái khuấy, nhưng lại được những kẻ cầm quyền ngày đêm ra sức làm cho nó được chấp nhận như những điều bình thường trong xã hội. Tự do nửa vời, dân chủ thì vắng bóng, còn nhân quyền thì bị vi phạm trầm trọng. Thế nhưng, mỗi khi chế độ Cộng sản Việt Nam bị thế giới lên án về việc họ vi phạm những công ước quốc tế về nhân quyền, quyền dân sự và chính trị, thì Cộng sản Việt Nam lập tức huy động cả hệ thống chính trị của họ để lấp liếm chối tội hoặc thậm chí là đổ lỗi ngược lại cho những ai chỉ trích họ. Lươn lẹo, dối trá và tàn ác là những thuộc tính, là đặc quyền đặc lợi mà chỉ có ở những người Cộng sản. Ngay giây phút họ giơ tay tuyên thệ gia nhập và trung thành với Đảng Cộng sản ma quỷ. Mới đây ngày 1 tháng 10 năm 2019, Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tại buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đã phát biểu rằng, xin trích, xử lý kỷ luật, bỏ tù đồng chí để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Hết trích. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng còn nhấn mạnh, không ai muốn xử lý kỷ luật, bỏ tù đồng chí, đồng đội của mình, nhất là những người đã từng cộng tác với mình. Đây là việc rất khó khăn, nhưng không thể không làm, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị lãnh đạo, nhà nước và toàn xã hội. Vấn đề này sẽ được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Qua phát biểu trên của Võ Văn Thưởng, ngay lập tức đã bị dư luận chỉ trích vì thói trịch thượng của các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản. Người dân vẫn biết, từ lâu Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngồi xổm lên hiến pháp và luật pháp do chính họ đặt ra. Nhưng việc một trưởng ban tuyên giáo Đảng công khai tuyên bố Đảng có quyền đứng trên luật pháp, thì rõ ràng đất nước này đang ở trong tình trạng vô pháp, vô minh và được cai trị bởi một băng đảng tội phạm có tên Cộng sản. Đó là điều người dân không thể chấp nhận.
những đồn đoán và nghi ngờ về chủ đích thật sự qua việc đốt lò chống tham nhũng của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng đã được Võ Văn Thưởng xác nhận chỉ là nướng đồng chí trên ngọn lửa hồng để vớt vát niềm tin cho đảng. Nhưng thực tế hiện nay, ngay cả khi Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng nướng hết cả bầy sâu trong Bộ Chính trị, thì người dân Việt Nam cũng chẳng tin Trọng, huống hồ gì chỉ là một Đinh La Thăng. Những phát biểu tự sướng của Nguyễn Phú Trọng đại loại như chưa lúc nào mà người dân tin tưởng vào đảng như lúc này, hay đất nước đã bao giờ được như thế này chưa? Chỉ là để băng đảng của Nguyễn Phú Trọng giấu đi nỗi sợ hãi, bế tắc và tuyệt vọng cho một kết cục bi thảm và đen tối ở phía trước dành cho Đảng Cộng sản. Hồi tháng 1 năm 2018, trước Quốc hội và đông đảo các nhà báo, Tổng Trọng phát biểu, những đảng viên đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện tam quyền phân lập là bị tác động bởi bọn phản động, phải bị khai trừ ra khỏi đảng. Từ sau lời phát biểu này, nội bộ Đảng Cộng sản vô hình trung chia thành hai. Một là băng đảng Tư sản đỏ, gồm những quan chức mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Hai là 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản hữu danh vô thực, phải ngậm miệng trước sự chuyên quyền hống hách của Nguyễn Phú Trọng. Tiếp sau đó là vào tháng 7, ông cai Tổng Trọng lại tuyên bố, những kẻ đòi đa nguyên đa đảng, từ bỏ chủ nghĩa xã hội, đòi tam quyền phân lập, đều là bọn bất hảo. Đòi đa nguyên đa đảng hay đòi tam quyền phân lập là một ý hướng tiến bộ và mang tính xây dựng mà người dân ở những nước bị thể chế độc tài, độc đảng cai trị hằng luôn khao khát để đất nước có được tự do, dân chủ và phồn vinh hơn. Đó là kết tinh của những thể chế dân chủ, văn minh, tiến bộ đã được thực nghiệm trải qua hàng trăm năm. Xuất thân là một nhà giáo, nhưng giờ là một đảng viên với quyền uy tối thượng. Nên Nguyễn Phú Trọng hỗn hào và sức sược tuyên bố, người dân Việt Nam và các nước theo thể chế dân chủ trên thế giới đều là bọn bất hảo. Với Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng thì chỉ có Trung Cộng mới là hữu hảo, là đồng chí tốt. Theo lẽ thường tình, chẳng ai tin kẻ thù của mình. Khi Cộng sản Việt Nam đã coi người dân là kẻ xấu, uy hiếp sự thống trị của họ, thì toàn dân chẳng có lý do gì để đặt niềm tin nơi Đảng Cộng sản như những lời khoác lác của Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Xuân Phúc đã từng dối trá tuyên bố. Người dân xem Trung Cộng là kẻ thù truyền kiếp và muốn Cộng sản Việt Nam thoát Trung để trở về với dân tộc, thì họ vẫn ôm chân giặc tàu để bảo vệ quyền lực. Khi người dân hiện nay tin rằng Trung Cộng đang từng bước thực hiện ý định thôn tính nước ta, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại tuyên bố tình hữu nghị Việt-Trung là hết sức tốt đẹp. Lòng dân và ý đảng không trùng khớp với nhau, thì Cộng sản Việt Nam lấy thước đo nào để đo lòng dân? Chết đuối thì vớ cả cọng rơm. Chế độ Cộng sản Việt Nam thối nát, đang trên đàng suy vong thì bấu víu vào niềm tin, nhưng đã mất trong lòng dân chúng. Kết luận gói gọn trong một chữ, khinh. Bởi Cộng sản Việt Nam chúng khinh thường người dân Việt Nam quá lâu rồi, nên giờ đây vũng bùn đen ô nhục của lịch sử đang chờ đợi để chôn vùi chế độ của chúng.